Nghiệp quật, méo miệng. Ngày xưa, ở một vùng rừng nọ, muôn loài cùng chung sống, mỗi con vật mang một vẻ đẹp riêng. Trong đó có thần bơn, một cô cá vô cùng xinh đẹp. Thần bơn, hôm nay may mà có cậu sang rủ, mình mới xin được mẹ đi chơi á. Chị mình đi ra ngoài hội hè suốt, nhưng chị ấy chẳng cho mình đi theo bao giờ cả. Cậu không biết vì sao ư? Tại chị ấy không muốn đi cùng cô em cá xí xấu như cậu á, sợ mất mặt với mọi người chứ gì. Ờ, vậy hả? Nhưng mà cũng không trách chị ấy được. Ai bảo mình sinh ra đã thua kém chị gái quá nhiều. Mọi người đều không thích diện mạo xấu xí của mình. Lại nữa rồi, cậu tự ti lâu nay chưa đủ hay sao? Kêu ca thì có làm được cái gì? Mà thôi đi, mọi người đã quen với diện mạo khó coi của cậu từ lâu rồi. Đến nơi rồi, sao lại dừng lại? Mình vào thôi. Ờ, cậu không ngại đi cùng với mình đến chợ hoa đông người thế này hả? Cậu sẽ bị chê cười đó. Ai dám cười mình chứ? Mình xinh đẹp như thế này mà, lại có cậu làm nền, họ càng thấy mình xinh hơn bội phần. Mình vui còn không hết nữa là. Ờ, thì ra là vậy. Kia là thần bơn sao? Cô ấy thật xinh đẹp. Thần bơn mảnh mai quá, nhìn cô ấy bơi mới kiêu kỳ làm sao. Giá như cô ấy cũng liếc lại nhìn mình một cái. Thần bơn, anh thầm yêu thích em từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Tặng em bó rong này để thể hiện lòng ngưỡng mộ. Anh là cá trê á hả? Sao anh có bộ râu dài ghê quá à? Nè, cậu nhận lấy đi. Cả cậu và anh ta cùng xấu xí, rất hợp với nhau đó. Cô ấy chê mình xấu xí, chả lẽ mình xấu xí thật sao? Anh cá trê à, em thấy anh không xấu, đừng buồn nha. Thần bơn, cậu nghe thấy lời nguyện của thần sông chưa? Nếu cậu mà còn chê bai ai nữa là cậu sẽ bị méo miệng đấy. Nè cá xí, lại đây mau mà xem, ông già thần sông đang ngủ trưa nè. Mình cùng đi xem đi. Chúng ta cũng đi theo xem sao. Thần bơn ơi, thần sông đang nằm ngủ kìa. Thần có râu tóc bạc phơ, trông đẹp quá à. Đẹp cái gì chứ, mình chưa thấy ông già nào xấu xí như vậy. Đầu tóc nè, râu nè, của thần sông, tất cả đều trắng phớt. Mặt thì nhăn nheo, đầy đốm đồi mồi. Đã thế còn cứ thích ra giữa sân mà ngủ. Ngủ là ngáy, ngáy khò khò. Kẻ nào nói gì tới ta thế hả? À, chúng cháu chào thần sông ạ. Chúng cháu chào thần sông ạ. Cháu chào thần sông. Thần bơn, ta vừa nghe thấy cháu nói gì ta phải không? À dạ cháu chỉ nhận xét một chút thôi ạ. Tại sao da mặt của thần lại xấu thế? Đôi tay thì xù xì. Thần bơn, mỗi người có một nét riêng, cháu không thể gặp ai cũng chê bai như thế được. Coi chừng cái miệng của cháu làm vả tới thần đấy. Nhưng cháu nói đúng chứ bộ, cháu đâu có nói sai đâu. Thần sông ơi, bụng của thần to đùng như một cái trống vậy. Quả thật là xấu mà. Thần bơn, cháu thật là hỗn xược. Đã thế, ta phải trừng phạt cháu. Nếu lần sau cháu mà nói thêm một câu nào chê bai người khác nữa thì cái miệng của cháu sẽ béo sệt sang một bên đó. Ừ, trời ơi, thần đã ra lời nguyền sao? Thần ơi, cháu. Thần bơn, cậu nghe thấy lời nguyền của thần sông chưa? Nếu cậu mà còn chê bai ai nữa là cậu sẽ bị méo miệng đấy. Thần bơn, chỉ cần từ giờ cậu để ý, không chê bai ai cả thì sẽ không sao mà. Ừ, tớ sẽ để ý. Thần bơn, cậu nhanh lên đi, hội cá vượt vũ môn sắp diễn ra rồi kìa. Ơ, cậu chờ chút, tớ sắp xong rồi đây. Thần bơn, mau lên đi, mọi người đang tấp nập đi đến lễ hội đó. Nếu đến muộn chúng ta sẽ không được vào trong đâu. Cậu vội cái gì, mấy tên cua ốc chậm
nào mà giờ giấc chẳng cao su chứ. Những dịp thế này phải trang điểm cho thật lộng lẫy, ai lại quê mùa như cậu. Được rồi, nhanh lên, mình đi thôi. Xương to thô cứng, khó coi, trông thật là... Thần Bơn à, cậu quên lời nguyền của thần xong rồi hả? Suýt nữa thì mình lỡ lời. Mình cần phải nhớ không chê bai ai nữa. Nhưng quả thật là họ xấu thiệt chứ bộ. Ok, chờ mình với. Đợi cá rô cố lên, giành giải nhất phần thi nhảy nha. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hội Cá Vượt Vũ Môn. Và đây là các thành viên giám khảo: Bác Thần Sông, Cô Cá Chép và anh Bê. Thí sinh đầu tiên chính là Tôm Hùm. Tôm Hùm đang hít thật sâu để lấy đà cho phần thi nhảy của mình. Tôm Hùm cố lên, Tôm Hùm cố lên. Ê trời ơi, cậu ấy ngã rồi. Hey, nãy như thế chắc là đau lắm đó. Đúng là đáng đời. Tôm Hùm không biết lượng sức, bị đuổi ra là đúng. Trong cái đầu còn nặng hơn cả cái thân thì lấy đâu ra mà nhảy được chứ. Buồn cười quá. Thần Bơn à, cậu lại quên rồi kìa. Thôi chết, tới nhầm chút thôi. Cá rô chưa chạm được đến đỉnh ngọn sóng cao nhất nên chỉ được chấm một điểm. Cá rô ơi, cậu đúng là kém cỏi quá đi. Cậu suy cái gì, đi ra chỗ khác đi, cuộc đua đang vui mà. Thần Bơn, cậu tập trung đi, giữ yên lặng đi, mọi người cùng xem. Vậy thì cậu nên im lặng trước đi, đừng có nhắc nhở mình. Thật không may, cá chạy lao phải nhớ cá nheo mà trượt ngã sức đuôi. Cá chạy sẽ phải dừng cuộc thi ở đây để đi bó đuôi lại. Cá chạy ơi, mắt của cậu bé quá nên không nhìn thấy nhớ cá nheo à. Cậu không nên đi thi thì hơn, cậu có cố cũng không thắng được đâu. Trời ơi, trượt toát ngay được kìa. Đầu cá trê đập toát cả mai rùa, chắc là đau lắm đó. Đúng là cái đồ cá trê hắc tấp, thật là không biết lượng sức. Còn lão rùa kia sao lại đứng gần chỗ người ta thi như thế? Chắc là y ách chậm chạp nên không né nổi. Nhìn mình tuột nữa kìa, dẫn chương trình gì mà chẳng sôi nổi gì, chán chết đi được. Thần Bơn à, miệng của cậu bị méo đi rồi kìa. Hả? Sao lại thế này? Bảo sao mình cứ cảm thấy vướng môi, phải làm sao bây giờ? Thần Bơn, người quên mất là quyền của ta rồi sao? Thần Sông, tại hôm nay vui quá nên cháu trót quên lời của ông dặn. Xin ông tha cho cháu. Lời nguyền của ta không thể thay đổi được, chính người phải chuốc lấy hậu quả này thôi. Trời ơi, miệng Thần Bơn lệch hẳn sang một bên rồi kìa. Trông Thần Bơn xấu xí quá à. Cái miệng chả có ai xấu bằng rồi. Thần Bơn, cháu hãy nhớ rằng chế nhạo mỉa mai nói xấu người khác là cách nhanh nhất để làm xấu chính bản thân mình. Kể từ đó, loài Thần Bơn bị méo miệng, không còn diện mạo xinh đẹp như ngày xưa nữa. Bước nhảy của công. Quái lạ, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Hôm nay chẳng có ai xem mình múa thế này. Mình phải đi khoe mọi người cái đuôi công rực rỡ của mình mới được. Này thỏ, cậu thấy cái đuôi của tôi thế nào? Nó thật đẹp anh công ạ. À, tất nhiên rồi, ai như cậu chứ. Cái đuôi thì cục lủng, cái tai thì dày ngoằng, thật là mất cân đối. Tôi... Thôi, cậu cứ ở đó mà nhổ cà rốt đi.
tôi phải đi nhảy múa ca hát cho mọi người chiêm ngưỡng cái đuôi tuyệt hảo của tôi. La 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 la, la 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 la. Wow! Này khỉ, cậu đã bao giờ nhìn thấy ai có cái đuôi đẹp như tớ chưa? Chưa bao giờ tớ nhìn thấy cái đuôi đẹp như thế. Nó cứ như một bức tranh ấy. Đúng vậy, cậu có mơ cả đời cũng không đẹp được như tớ đâu. Sao trên trời lại có người xấu xí như cậu chứ? Da thì xám xịt. Thôi, tớ đi đây. Ngay cả bản thân mình cũng không tin được vào vẻ đẹp của mình nữa. Bảo sao ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình hết. Nè con, cậu gọi tôi. Đúng vậy, tôi lộng lẫy như thế này mà cậu không nhìn thấy tôi sao? Có, tôi có nhìn thấy chứ. Có nhìn thấy tôi mà sao cậu không có động tĩnh gì thế? Ai ai nhìn thấy tôi cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ cơ mà. À, tôi biết rồi. Chắc là cậu ganh tị với tôi chứ gì. Tại sao tôi phải ganh tị với cậu chứ? Hãy nhìn đuôi của tôi xem. Những chiếc lông của tôi tỏa sáng đủ các sắc màu, trong khi lông của cậu chỉ đơn điệu với một màu trắng không chút hoa văn. Điều đó thì đúng, nhưng tôi cũng có điều mà cậu không có. Điều mà tôi không có ư? Làm gì có điều đó. Nhìn đây. Cậu đã thấy chưa? Tôi có thể bay cao giữa các đám mây, và tôi có thể thấy tất cả những vẻ đẹp kỳ diệu của trái đất, trong khi bạn chỉ sống dưới mặt đất như bất kỳ con gà nào khác mà thôi. Chớ có vội cười, tôi sẽ bay cao lên cho cậu xem. Tấm lòng bị bỏ quên. Các em thân mến, chúng ta vừa xem đoạn phóng sự về cuộc sống nghèo khó của các bạn nhỏ vùng cao. Các em thấy thế nào? Cô mời một bạn phát biểu cảm nghĩ. Thưa cô, em thấy các bạn ấy thật tội nghiệp, cùng trang lứa với chúng em mà thiếu thốn đủ thứ. Cô cảm ơn em. Còn Thảo Anh, em thì sao? Dạ, thưa cô, em cảm thấy rất thương các bạn ấy. Mùa đông sắp tới rồi, chắc các bạn ấy lạnh lắm. Được rồi, cảm ơn em rất nhiều. Vậy các em có muốn cùng nhau chung tay quyên góp, ủng hộ để giúp đỡ các bạn ấy không nào? Có ạ. Tốt lắm. Trường ta đang phát động phong trào quyên góp ủng hộ các bạn nghèo vùng cao. Các em có thể giúp đỡ bằng tiền hoặc những sách vở, giấy báo các em không dùng nữa. Các em hãy tập hợp lại và mang tới. Nhà trường sẽ gom góp lại và mang đi bán, mua áo ấm cho các bạn nghèo vùng cao. Vậy hạn nộp là bao giờ vậy thưa cô? Hạn nộp là sang ngày thứ bảy. Các em nhớ nha. Mẹ ơi, trên kệ sách của mẹ có sách báo nào bỏ đi không dùng nữa không hả mẹ? Để làm gì vậy con? Con xin để làm giấy vụn nộp cho nhà trường, gây quỹ ủng hộ các bạn nghèo. À, ra vậy. Con vào phòng mẹ. Ở góc tủ bên trái có một chồng sách vở mẹ bỏ đó. Con lấy chỗ đó mà mang đi nha. Dạ. Wow, bạn Thảo Anh gom được nhiều thật đó. Kiểu gì cũng được tuyên dương cho mà xem. Tớ không mong được tuyên dương đâu. Chỉ mong những người bạn vùng cao của chúng ta sẽ có thêm áo ấm cho mùa đông này thôi. Vậy, chẳng lẽ đống sách báo quyên góp vẫn còn ở đây? Không phải cô giáo bảo sẽ chuyển đi bán ngay để gây quỹ ủng hộ các bạn nghèo hay sao? Sao?
Sao chúng vẫn còn ở đây? Mẹ ơi! Có chuyện gì thế con? Mẹ ơi! Hôm nay con thấy đống sách giấy báo loại mà trường con quyên góp từ tháng trước vẫn còn nguyên trong nhà kho. Thế mà... Vậy sao? Con có chắc không? Chắc mà mẹ! Con còn nhận ra bao tải của con nằm lăn lóc trong đó nữa mà. Mẹ ơi! Trời lạnh rồi, các bạn ấy sẽ không có áo ấm. Mời chị uống nước ạ. Vâng, cảm ơn cô giáo. Thưa cô giáo, hôm nay tôi đến đây xin gặp cô giáo. Trước là hỏi thăm tình hình học tập của Thảo Anh. Sao tôi có chuyện riêng này xin thưa với cô giáo? Chuyện gì xin chị cứ nói, tôi đang nghe đây ạ. Hôm qua, con bé nhà tôi trở về nhà với bộ dạng buồn bã, hình như nó đã khóc. Tôi gặng hỏi mãi, nó mới nói rằng nó vô tình nhìn thấy đống bao tải sách giấy loại mà tháng trước cả trường quyên góp để gây quỹ cho trẻ em nghèo vẫn còn nguyên trong nhà kho. Điều đó có lẽ đã làm cho con bé thấy tổn thương khi nó đã đặt cả tấm lòng vào việc này. Con bé đã hy vọng rất nhiều rằng hành động nhỏ bé của nó sẽ giúp đỡ thiết thực, đem đến những manh áo ấm cho các bạn nhỏ vùng cao một cách kịp thời. Tôi hiểu thưa chị. Chúng tôi đã sơ sót rồi. Thật ra nhà trường đang định tới đây tổ chức thêm một đợt quyên góp nữa, rồi đi gửi luôn một thể. Chị yên tâm, tôi sẽ lập tức nói chuyện này với giám hiệu nhà trường để chuyện này được giải quyết ngay lập tức. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, tôi tin điều đó. Cảm ơn cô giáo. Biết tin này con bé sẽ rất vui. Lương y vẫn như từ mẫu. Đau quá mẹ ơi. Khổ thân con tôi. Con đau lắm phải không? Để mẹ xem nào. Mẹ ơi, đau quá. Mẹ sẽ đưa con lên bệnh viện. Con sẽ hết đau ngay thôi. Cố lên con. Bác sĩ ơi, cứu con tôi với, con tôi bị đau quá. Nhanh lên, anh ta mất nhiều máu quá. Mọi người tránh đường, cấp cứu, cấp cứu. Cô ơi, con trai tôi. Chị đợi một lát đi, chúng tôi đang cấp cứu. Con đau quá. Mẹ ơi. Con cố chịu đựng thêm một tí nữa, các bác sĩ sắp tới rồi. Tội nghiệp quá, cháu nó bị sao vậy cô? Con tôi, nó đau bụng từ trưa tới giờ. Vừa vào đây thì bác sĩ bảo đợi, tôi lo quá. Khổ, hay là cô thử chi ít tiền rồi nói người ta ưu tiên khám trước cho xem. Sao lại thế hả bác? Nhưng mà tôi chỉ đem đủ tiền mua cái phiếu khám thôi, lấy đâu ra mà phong bao với phong bì. Thế thì khó đấy. Con ơi, làm thế nào bây giờ? Ôi! Thằng bé sao thế? Cháu nó đang đau ốm thế này, chị lại định bế cháu đi đâu hả? Cháu nó bị đau bụng càng ngày càng dữ dội hơn. Sao lại sốt cao thế này? Mau đưa cháu vào khám ngay. Con tôi thế nào rồi hả bác sĩ? Cháu bị viêm ruột thừa, chúng tôi đang chuẩn bị mổ gấp. Thế mà cô lại định ôm cháu chạy đi là sao? May mà lúc đó tôi đến kịp. Mà lạ thật đấy, sao chị đến bệnh viện mà còn định bỏ đi? Tôi đưa con đến bệnh viện, nghe người ta bảo là phải có tiền phong bì thì họ mới cấp cứu nhanh. Và nhà tôi thì nghèo, nhất thời tôi định đi bán ít máu để lấy tiền. Chị không nên có suy nghĩ đó. Lương y vẫn như từ mẫu. Chúng tôi luôn muốn bệnh nhân của chúng tôi tin tưởng điều đó. Đó mới là động lực để chúng tôi làm việc. Tôi xin lỗi bác sĩ, nhưng còn số tiền phẫu thuật cho cháu, tôi...
chuyện gì mà ở kia tụ tập đông thế nhỉ? Mình phải lại đó xem mới được. Bỏ chị cháu ra. Đi, hãy đưa mày đến quan phủ mới được. Có tí tuổi đầu mà đã ăn trộm rồi. Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì thế? Con bé này dám ăn trộm ngọc của tôi, tôi phải đưa nó lên quan phủ thôi. Cháu bé, cháu mấy tuổi rồi? Dạ, cháu 7 tuổi ạ. Còn đây là em cháu, nó mới 4 tuổi thôi. Hai đứa trẻ còn nhỏ quá, chắc có gì đó hiểu lầm. Xin phu nhân rộng lượng bỏ qua cho. Không được, không thể bỏ qua được. Phải đưa chúng lên quan phủ thôi. Có phải cháu lấy trộm ngọc của vị phu nhân này không? Dạ. Đó, ông thấy rồi đó, chính nó đã nhận rồi. Nhìn đứa bé không giống lũ trẻ ngỗ nghịch, chắc là có quẩn khúc gì đây. Chị ơi. Đi, đi lên quan phủ nào. Khoan đã. Thưa phu nhân, bà có tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này trộm ngọc của mình không? Tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng rõ ràng miếng ngọc bội này là tôi để trong túi. Thế mà loáng một cái, đã vào tay nó rồi. Thế trước đó bà để ngọc ở đâu? Bà để lại tôi xem nào. Đây nè, tôi để trong tay nãi này nè. Cháu thử với tay lên tay nãi của vị phu nhân này xem nào. Dạ. Đấy, các vị thấy đấy. Đứa bé này không thể với tới cái tay nãi, làm sao lấy miếng ngọc được chứ? Đúng là không thể với tới mà. Chỉ có thế mà bảo nó không lấy trộm ngọc của tôi sao? Vô lý. Thế tại sao miếng ngọc lại ở trong tay nó? Chắc là nó có mánh khóe gì rồi. Không lên thôi nữa, bỏ lên quan đi. Bà ơi, miếng ngọc lại rơi rồi này. Lúc nãy em trai cháu đã đưa ra miếng ngọc này phải không? Dạ. Sao? Sao lại thế chứ? Đơn giản vì tay nãi của bà ấy bị thủng, miếng ngọc từ đó mà rơi ra. Hai chị em chúng chỉ là nhặt được thôi. Ấy, ra là thế. Vậy mà cứ tưởng. Chưa gì đã đổ tội cho hai đứa bé rồi. À, nhưng tại sao nó nhận là lấy trộm của tôi chứ? Cháu nói đi. Gì? Nó là em của cháu. Nếu cháu không nhận, họ đánh em cháu thì sao ạ? Chị ơi, em thương chị lắm. Không sao rồi, chị không sao rồi. Bà thấy đấy, đôi lúc những gì ta thấy chưa hẳn đã là sự thật 100%. Chút nữa thì bà đã đổ oan cho hai đứa trẻ thật thà, đáng thương rồi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi đã quá nóng vội, hồ đồ nên không suy nghĩ thấu đáo được. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.